Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Châu Văn Mỹ nhận tiền của nữ bị cáo ở huyện Hòa Bình liên quan vụ trộm tài sản. Sáng 12 tháng 11, trả lời báo Thanh Niên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Đặng Quốc Khởi xác nhận cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ khi đang nhận tiền hối lộ. Theo thông tin từ ông Đặng Quốc Khởi, do ông Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang nên vụ việc này Tòa án Nhân dân tỉnh chưa nhận được báo cáo từ cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Châu Văn Mỹ có thể bị dẫn giải về cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Dự kiến ngày 14 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bắt giữ ông Châu Văn Mỹ. Về thông tin số tiền ông Châu Văn Mỹ nhận hối lộ, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Đặng Quốc Khởi cho biết vẫn chưa nắm cụ thể như thế nào. Ngoài ra, ông Đặng Quốc Khởi thông tin vẫn chưa nắm được thông tin cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Châu Văn Mỹ hay không.